Này thì cũng nội dung cũng rất là ngắn gọn, nhưng mà mình nghĩ rằng cái tính hữu ích và cái ứng dụng của nó trong trading á, thì rất là nhiều, và trong cái tình huống cụ thể của thị trường hiện tại thì có lẽ nó sẽ mang rất là nhiều giá trị. Thì nội dung của bài ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về đó là gia cấp. Gia cấp thì nếu anh chị em đọc báo tài chính nhiều á, thì chắc là thấy cũng đề cập đến nhiều rồi, và gần đây á, thì cũng có một số các cái trang báo lớn nó nói đến cái hiện tượng đó là gia cấp inverted. Gia cấp inverted thì cái cụm từ gia cấp inverted này dịch ra tiếng Việt ấy, nó có nghĩa là đường cong lợi tức hoặc là đảo ngược. Đấy, và cái cụm từ này có nghĩa là đường cong lợi tức đảo ngược. Thì họ thường nói rằng là khi cái hiện tượng này thì nếu như nó xuất hiện, nó xảy ra, thường nó cảnh báo cái rủi ro về cái việc khả năng xuất hiện suy thoái kinh tế hay là thị trường chứng khoán có thể rơi vào cái kỳ điều chỉnh rất là sâu. Đấy, thế thì chính vì cái điều đó cho nên là ngày hôm nay chúng ta mới có cái chủ đề nói về gia cấp tương đối là sâu như này. Ngày hôm nay á thì nói về gia cấp, chúng ta sẽ bàn với nhau về ba cái nội dung chính. Một đó là chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem gọi gia cấp viết tắt là IC nhá, là cái gì, và cái tình huống hiện tại của gia cấp nó mang cái ý nghĩa nào, tức là cái biểu đồ gia cấp hiện tại thì nó mang ý nghĩa nào. Và cái nội dung thứ hai ấy, đó là chúng ta sẽ đi sau khi mà xem được cái hình dáng của cái chia lại, sẽ cùng nhau đi khảo sát xem nào một cái thị trường chứng khoán Mỹ, cụ thể là thị trường chứng khoán Mỹ thông qua cái chỉ số S&P 500 nó hiện tại mang những cái dấu hiệu gọi là là downside hay là upside hay là sideways như thế nào đấy nha. Tức là chúng ta sẽ khảo sát cái xu hướng của chứng khoán Mỹ, của US stock nha, dựa trên cái thứ nhất là dựa trên cái year cup, và cái thứ hai chúng ta cũng có thể sẽ xem thêm một số những cái tín hiệu khác liên quan đến cái thị trường chứng khoán Mỹ, và cái thứ ba không thể thiếu được đó chính là chúng ta là dân forex mà, thì sẽ xem một cái tác động của cái year cup trong cái trạng thái hiện tại này nó sẽ đến cái thị trường tiền tệ nó như thế nào. Thì đây chính là ba cái nội dung chính mà chúng ta sẽ cùng bàn nhau trong cái buổi Zoom ngày hôm nay. Thì có lẽ là chúng ta cũng đi từ những cái gọi là cơ bản nhất một chút, tại vì trong cái buổi Zoom ấy, thì không phải cái kiến thức của ai cũng tương đương ai cả, đúng không ạ? Thì cái đầu tiên chúng ta cần nói đó chính là cái gia cấp nó là cái gì đã, gia cấp là gì đã, mà chúng ta bàn luận với nhau rất là nhiều. Thì gia có nghĩa là lợi tức cụ thể đây là lợi tức trái phiếu, và cấp có nghĩa là cái đường cong. Thì tại sao lại có cái này, thì đó là khi mà người ta vẽ một cái trục gọi là một cái trục tung và một cái trục hoành ra, đầu tiên là người ta vẽ một cái trục hoành thể hiện đó là các cái trục gọi là trục thời gian, và cái thứ hai nữa đó là cái trục tung là thể hiện cái mức lợi tức hay chính là cái gia. Thì chúng ta sẽ có một cái biểu đồ gọi là cái biểu đồ gia cấp. Đầu tiên là nó được cấu thành bởi hai cái trục như này nha, một cái trục trục tung là cái mức lợi tức được tính bằng phần trăm của trái phiếu, cụ thể là trái phiếu chính phủ của nước Mỹ nha, và cái trục này á là cái time, tức là cái kỳ hạn nha. Thì thông thường trái phiếu Mỹ nó được cấu thành bởi các cái kỳ hạn khác nhau, thí dụ có kỳ hạn là 3 tháng, 6 tháng, 2 năm, 5 năm, 7 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm. Đấy là những cái kỳ hạn mà rất là phổ biến, rất là phổ biến. Đấy, thế thì mỗi một cái kỳ hạn như vậy nó lại có một cái mức gọi là cái mức lợi tức khác nhau. Nó có một cái mức lợi tức khác nhau. Đấy, thì bằng cái cách là sắp xếp các cái mức lợi tức đây, ví dụ tôi lấy ví dụ như là cái kỳ hạn 2 năm chẳng hạn. Chúng ta chỉnh lại cái này một chút nha. Chỉnh lại cái này một chút. Chọn nó nhỏ nhỏ một chút thôi. Cũng không sử dụng cái mũi tên nữa, sử dụng cái này thôi. Đấy, thí dụ như là cái kỳ hạn 2 năm chẳng hạn thì nó có mức lợi tức giả sử như là khoảng 2% chẳng hạn, mình giả sử nó như thế nhá. Giả sử có số 2% và cái kỳ hạn của nó là kỳ hạn 2 năm thì chúng ta vẽ, chúng ta biết rằng điểm này sẽ là được một cái điểm. Đấy, thì cái chỗ này ấy, nó sẽ là được một cái điểm. Đấy, thì tương tự như vậy. Bây giờ họ sẽ tiếp tục.
cái kỳ hạn là giả sử như là 5 năm chẳng hạn có mức lợi tức cao hơn một chút. Đấy. Và tương tự như vậy, giả sử như kỳ hạn đến 30 năm chẳng hạn, chúng ta cũng có một cái mức khác nhau như vậy. Đấy. Thì tương tự như vậy nha. Tương tự các kỳ hạn khác nhưng mình không có vẽ hết ra ở đây, anh chị em mình dùng ý tưởng này không ạ? Đấy, thì bằng cái cách sau khi sắp xếp tất cả các cái kỳ hạn là 2 năm này. Rồi thì là 5 năm này. Rồi thì là 30 năm này. Nên cái trục thời gian này đấy thì chúng ta được các cái điểm nối trục trung và trục hành lại với nhau như này ạ. Thì khi sau khi mà sắp xếp được các cái lãi suất các cái trái phiếu theo các cái kỳ hạn là từ bé đến lớn như này á, và tương ứng như vậy có các cái mức lợi tức khác nhau như này lên một cái trục biểu đồ trục trung trục hành, mình giả sử như là kỳ hạn 5 năm có cái mức lợi tức là 3% chẳng hạn, và giả sử 30 năm là khoảng 6% chẳng hạn, giả sử như vậy. Sau khi sắp xếp như này thì chúng ta được các cái điểm trên cái biểu đồ này, sau khi được các điểm như này á thì chúng ta sẽ nối các cái điểm lợi tức này lại với nhau, nối các cái điểm lợi tức này lại với nhau, thì cái đường mà chúng ta nối đây này chúng ta gọi chính là cái đường J-curve, chúng ta ký hiệu bằng cái màu đỏ và có cái độ lớn hơn so một chút cho dễ nhận diện nha. Đấy, thì cái đường màu đỏ này nó gọi là J-curve, nó gọi là J-curve. Đấy, thế thì trong các cái tình huống bình thường của thị trường á thì thông thường là tức là bond lại tức là trái phiếu ở các cái kỳ hạn ngắn, ví dụ 2 năm á, thì thông thường sẽ có cái lợi tức nhỏ hơn các cái trái phiếu ở các kỳ hạn dài. Thí dụ như trong tình huống mình vẽ ở đây ấy, là cái trái phiếu ở kỳ hạn 2 năm có cái lợi tức 2% nhỏ hơn cái trái phiếu ở cái kỳ hạn 5 năm có mức lợi tức là khoảng 3%. Đấy, chúng ta giả sử như vậy. Và tương tự như vậy, ở 30 năm á, có cái lợi tức lên đến 6%. Thì nếu như mà trong cái tình huống bình thường thì cái bond yield, tức là cái lợi tức của các cái kỳ hạn ngắn nó bé hơn các cái kỳ hạn dài, thì chúng ta có một cái hình dáng chúng ta gọi là cái normal yield curve, là một cái đường yield curve dạng thẳng nha. Đấy, tức là khi mà các cái lợi tức của các kỳ hạn ngắn bé hơn lợi tức của các kỳ hạn dài thì chúng ta gọi đấy là cái tình huống gọi là normal yield curve, tức là cái yield curve ở cái tình huống gọi là bình thường hóa. Đấy, thế thì có những cái tình huống khi mà cái lợi tức ở các cái kỳ hạn mà ngắn này nó lại ngang bằng với lại lợi tức ở các cái kỳ hạn dài. Ở các kỳ hạn dài thì chúng ta lại có một cái tình huống khác của chia cấp, nó là có cái dạng kiểu như thế này cơ. Đấy, giả sử đấy là trung hành trung trung nha, thì các cái kỳ hạn dài kỳ hạn ngắn ấy nó lại đi ngang ngang nhau như này, tức là các cái kỳ hạn khác nhau nhưng cái lợi tức nó lại ngang ngang bằng nhau. Thì khi mà chia cấp ở trong cái biểu đồ dạng như màu đỏ này á, thì người ta gọi là flattened chia cấp nha. Đấy. Và cái dạng thứ ba nữa, là xảy ra khi mà cái lợi tức ở các cái kỳ hạn mà dài ấy lại còn bé hơn cả lợi tức ở các cái kỳ hạn ngắn. Thì trong cái tình huống như vậy, chúng ta gọi là chúng ta sẽ có một cái tình huống gọi là inverted yield curve. Đấy. Tức là lúc đó thì nó lại đi theo cái chiều kiểu ngược lại như thế này. Tức là ở cái kỳ hạn càng ngắn thì cái mức lợi tức nó lại càng cao, ở cái kỳ hạn dài ấy, lợi tức lại càng thấp. Thì đây là ba cái dáng của J-curve trong phân tích tài chính. Thì với mỗi một cái dáng này á, nó đều ẩn chứa những cái ý nghĩa khác nhau. Và thông thường ấy, thì trong cái tình huống kinh tế mà tăng trưởng bình thường á, thì người ta gọi là normal J-curve á, thì là tức là nền kinh tế đang lành mạnh, đang tăng trưởng một cách gọi là bình thường. Còn cái quá trình chuyển giao từ normal sang cái quá trình gọi là inverted này á, thì nó phải trải qua cái giai đoạn đó là flattened yield curve này thì nó mới chuyển sang inverted. Và thông thường thì khi mà cái yield curve nó chuyển đổi từ cái trạng thái normal này mà sang cái trạng thái flattened và inverted yield curve ấy, thì thông thường là nó là có một cái dấu hiệu cảnh báo rằng khả năng là nền kinh tế có thể sẽ rơi vào cái thời kỳ suy thoái, hoặc là cái thị trường chứng khoán có thể đứng trước một cái kỳ điều chỉnh giảm giá.
rất là sâu. Đấy. Thế thì không phải là trong phân tích, không phải là chúng ta cứ phải vẽ thủ công ra như thế này. Ở chỗ này mình mang cái tính gọi là giới thiệu cho mọi người biết Jacob nó là cái gì và nó mang cái ý nghĩa nào thôi. Thì trong thực tế khi mà thực hiện phân tích thì nếu như anh chị em theo dõi những cái bản tin cập nhật của mình á, thì cũng hay thấy mình sử dụng một cái công cụ là Dynamic Jacob trên cái trang là StockChart này rồi. Thì mọi người có thể vào cái trang chat and tool này nè. Xong rồi sau đó chọn cái công cụ là Dynamic Jacob này thì nó sẽ hiện, nó sẽ vẽ ra luôn cho các anh chị em. Đấy, thì như cái ngày hôm nay á, nó vẽ theo ngày nhá, từng ngày nhá. Thì ngày hôm nay á, chúng ta nhận thấy là Jacob chính là cái đường màu đỏ này này, đường màu đỏ này. Và nó ký hiệu là flat, flat có nghĩa là Jacob dạng phẳng, đấy, Jacob phẳng thẳng. Tại sao lại là Jacob dạng phẳng thẳng? Tại vì ở đây mọi người nhìn thấy á, là cái kỳ hạn mà 3 tháng á, nó còn rất là thấp, đúng không ạ? Thấp hơn rất nhiều so với đầu giao. Nhìn đấy thì giống có vẻ như là normal, nhưng thực tế không phải. Tại vì là cái biểu đồ này nó được cấu thành từ rất nhiều các cái kỳ hạn khác nhau. Mà thông thường á, là người ta chỉ xem xét cái hiệu số của cái kỳ hạn đó là 2 năm. Cái kỳ hạn 2 năm. Và cái kỳ hạn nữa đó là cái kỳ hạn 10 năm. Cái kỳ hạn 10 năm. Và khi hai cái kỳ hạn 2 năm và 10 năm này á, tức là người ta chỉ dùng cả hai cái kỳ hạn này người ta để đo thôi. Đấy. Thì khi mà hai cái kỳ hạn này nó xem nó ngang bằng nhau như này rồi á, thì đó là chính là cái lý do mà hiện tại nó đang gọi là flat. Flattened Jacob nha. Còn trước đó thì nó không có flat đâu. Anh chị em có thể nhìn cái hình ảnh lúc trước nha. Đây này. Đấy, ví dụ như lúc trước vào cái ngày mà 14 tháng 1 năm 2022 á, thì cái dáng dấp của nó vẫn là normal Jacob. Tại vì là cái kỳ hạn mà 3 tháng á, nó rất là thấp. Cái kỳ hạn 2 năm á, nó rất là thấp ở chỗ này thôi. Nhưng kỳ hạn 10 năm nó tận trên này nó rất là cao. Thì nó gọi đây là normal Jacob này, đúng không ạ? Đấy. Tương tự như vậy chúng ta có thể kéo cái từ trước rồi xem nó vẫn là normal nhá. Tức là hồi đầu năm 2022 á, thì Jacob vẫn đang là một cái normal Jacob. Thế nhưng mà cho đến cái thời điểm hiện tại khoảng từ 16 tháng 3 tức là cách đây khoảng một tháng, khoảng chưa đến một tháng cũng vẫn đang là normal Jacob. Thế nhưng mà tiến sát thêm một chút nữa này. Đó. Chỉ đến sát thêm một chút nữa vào đến khoảng mùng 5, từ khoảng mùng 5 tháng 4 đến giờ á, là Jacob nó chuyển sang cái trạng thái flattened rồi. Flatten có nghĩa rằng là gì ạ? Có nghĩa là đã chuyển hóa từ một normal Jacob. Để tôi add các cái bạn này vào, các bạn vào sau một chút. Tức thị trường nó đã chuyển biến từ cái trạng thái normal Jacob, một cái trạng thái bình thường, sang một cái trạng thái mới, đó là flatten Jacob. Và sau flatten Jacob á, thì chúng ta sẽ có một cái hình ảnh tiếp theo, nó là inverted Jacob. Inverted Jacob. Thực tế là hiện tại thì chưa có inverted. Thế nhưng mà nó cũng đã tiệm cận rất gần đến cái mức gọi là inverted rồi. Và inverted xảy ra khi nào? Khi cái lợi tức của kỳ hạn 2 năm này này mà cao hơn cái lợi tức của kỳ hạn 10 năm này này. Anh chị em lưu ý điểm đó nha. Thì lúc đó cái chữ flatten này chuyển thành là inverted Jacob. Và inverted Jacob thì sẽ là một cái điều rất xấu cho cái thị trường chứng khoán. Cho cái thị trường khoán. Tại sao lại vậy? Tại vì là chúng ta có thể nhìn lại ở trong cái dữ liệu của StockChart á, thì họ có cái dữ liệu từ những cái năm 2000. Từ những năm 2000 cho đến giờ thì chúng ta nhận thấy này, ở trước mỗi cái kỳ mà thị trường chứng khoán sụp đổ, mình lấy thí dụ như là kỳ sụp đổ bong bóng .com năm 2000, anh chị em lưu ý nha, ở bên này là cái chỉ số S&P 500 là của chứng khoán Mỹ. Thì mọi người nhìn này, khi mà chứng khoán Mỹ, cái vạch màu đỏ nó đánh dấu cái mốc thời gian đó nha, ở vào cái ngày mùng 4 tháng 5 năm 2000 á, là thị trường chứng khoán chỉ số S&P nó một cái đường màu xanh này này, là đã đi lên đến đỉnh, đúng không ạ? Chúng ta biết rằng là sau cái thời kỳ bong bóng .com á, chỉ số S&P 500 sụp đổ rất là mạnh, đúng không ạ? Giảm rất là mạnh. Thì lúc đó cũng là lúc mà Jacob ký hiệu là inverted Jacob, đúng không ạ? Mọi người nhìn thấy này, cái kỳ hạn mà 2 năm á là ở đây và rõ ràng là cao hơn cái kỳ hạn 10 năm, cho nên nó gọi là inverted Jacob là vì như vậy. Đó. Đấy. Và khi inverted như vậy thì chúng ta thấy rằng là thị trường ở trên đỉnh và sau đó thì thị trường đã có một cái cú điều chỉnh giảm xuống rất là sâu. Đúng không ạ? Đây là cái trường hợp thứ nhất. Cái thí dụ thứ hai nữa của một cái inverted Jacob đó là cái kỳ khủng hoảng 2007-2008. Mọi người có nhìn thấy không ạ? Đây, đây cũng là một cái kỳ mà inverted Jacob mình lấy đây. Đây cũng là inverted nha. Mọi người nhìn thấy không? Đó, cái chữ inverted. Và đây chúng ta cũng nhận thấy là này, thị trường cũng đang đi dần lên đến vùng đỉnh, đúng không ạ? Đang đi dần đến vùng đỉnh. Và Jacob thì kỳ hạn 2 năm thì cũng cao hơn cái kỳ hạn 10 năm, mặc dù là không có nhiều. Tất nhiên là nó còn chuyển đổi, có những cái thời kỳ nó hơn rất là nhiều, nhưng cụ thể là nó đánh dấu đây là inverted. Thì sau đó chúng ta biết rằng thị trường cũng chỉ đi lên được một chút nữa thôi, và kỳ khủng hoảng bong bóng nhà đất nó đã
thật sự nổ ra và thị trường có một cái cú rớt rớt về sâu hơn cả cái đáy của năm bong bóng .com năm 2000, đúng không ạ? Mọi người nhìn thấy không? Đấy, thế thì chúng ta nhận thấy rằng là hai trong số trong cái dữ liệu mà StockChart họ theo dõi được ở đấy á, chúng ta nhận thấy hai cái kỳ khủng hoảng gần đây á đều được cảnh báo trước bởi một cái inverted yield curve, một cái inverted yield curve. Và trước đó chúng ta biết rằng là trước inverted yield curve thì nó là normal mà. Đấy này, mọi người nhìn thấy không? Là normal khi mà cái đầu ngắn hạn thấp hơn cái đầu dài hạn thì là normal yield curve. Đấy, thì thị trường liên tục tăng trưởng đi lên, đúng không ạ? Và tăng cho đến một lúc nào đó khi mà lạm phát tăng quá nóng, đúng không ạ? Thì Fed quyết định thắt chặt chính sách tiền tệ của mình và đẩy cái đầu ngắn hạn này của yield curve đi lên. Kết cục là chúng ta có một từ một normal yield curve chuyển dần sang flattened yield curve, và từ flattened yield curve sẽ chuyển sang cái inverted yield curve. Cái điều chúng ta cần lưu ý là cái thời kỳ mà nó chuyển từ flattened sang cái inverted đấy là diễn ra rất nhanh, rất mau chóng nha. Đấy, cái này cũng dễ hiểu thôi, đó là tại vì cái lộ trình tăng lãi suất của Fed á, thì thông thường là sẽ bị dồn đẩy nhanh về lúc cuối. Đấy, thế thì chúng ta bối cảnh của hiện tại đem lại gợi nhớ cho chúng ta rất nhiều đến hai cái cuộc khủng hoảng gần đây là 2000 và 2007, đúng không ạ? Đó là gì ạ? Chúng ta cũng có một thời kỳ rất dài của một cái normal yield curve, mọi người nhìn nhá, thì chúng ta kéo kể từ cái khủng hoảng đáy khủng hoảng 2007, 2008, chúng ta liên tục có một cái normal yield curve và thị trường liên tục tạo cái đỉnh mới đi lên. Đi lên cho đến hiện tại thì bắt đầu chúng ta từ normal đã chuyển sang flat. Và nhiều khả năng chắc chắn chúng ta gần như chắc chắn chúng ta sẽ có inverted yield curve với một cái lộ trình tăng lãi suất của Fed như hiện tại. Đúng không? Chúng ta biết rằng là tháng 5 này Fed có khả năng sẽ nâng lãi suất lên đến 0,5% và nâng cái range lãi suất lên mức là 0,75% nha. Như vậy là cái lộ trình nâng lãi suất của Fed rõ ràng là sau cái kỳ nâng lãi suất 0,25% vào tháng 3 thì đến tháng 5 ấy, nó cái lộ trình nó sẽ đẩy nhanh hơn. Và hai nữa đó là họ sẽ còn thu hẹp cái bảng, tức là họ sẽ giảm cái quy mô tài sản trên cái bảng cân đối của họ nữa cơ. Thế thì đương nhiên là cái đầu ngắn hạn của cái yield curve này sẽ bị đẩy lên và chúng ta sẽ có một inverted yield curve. Nếu như vậy thì tham chiếu với lại hai cái lần giảm giá trong quá khứ thì có vẻ như chúng ta đâu đó đang đứng vào một cái vùng đỉnh của chỉ số S&P 500 trong tương lai, và cái khả năng điều chỉnh đi xuống là một cái viễn cảnh mà có khá là cao cái xác suất chúng ta có thể tin tưởng nó sẽ xuất hiện trong tương lai, đúng không ạ? Đấy, thì đây cũng chính là cái phần nội dung cái nội dung thứ hai quan trọng trong cái mục 1 của chúng ta, đó là cái yield curve hiện tại nó mang ý nghĩa nào. Tức là cái yield curve hiện tại chuyển từ normal sang flat và dự báo nhiều khả năng sẽ rất nhanh thôi chúng ta có inverted yield curve, thì mang một cái ý nghĩa hàm ý rằng có thể nền kinh tế sẽ rơi vào suy thoái, và chỉ số S&P 500 nhiều khả năng có thể sẽ bị giảm trong cái thời gian tới. Thì điều này cũng là phù hợp thôi nếu như mà chúng ta nhìn vào vĩ mô, đúng không ạ? Thị trường có một cái kỳ tăng trưởng rất là dài, gần như là dài nhất trong lịch sử, đi lên những cái vùng đỉnh rất là cao, đúng không ạ? Vùng này ấy là khoảng đâu đó khoảng 700-800 điểm của chỉ số S&P 500, tăng lên đến đỉnh là 4.800 điểm, chúng ta cứ cho là 8 đi, 86, 48, thì tức là tăng khoảng 6 lần tính từ đáy, đúng không ạ? 600%, 6 lần tính từ đáy, thì một cái cú điều chỉnh là rất cần thiết cho cái thị trường này trước khi có thể tiếp tục quay trở lại cái xu hướng tăng trưởng, đúng không ạ? Trước khi quay trở lại cái xu hướng tăng trưởng. Hai nữa là chúng ta nhìn vào cái bối cảnh vĩ mô hiện tại, chúng ta đứng trước một cái chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ của Fed. Chúng ta vừa mới bước chân vào cái chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ của Fed mà thôi. Họ mới chỉ có một cái phát súng lệnh đầu tiên vào kỳ họp 16 tháng 3 là nâng 0,25% lãi suất. Tháng 5 họ sẽ vừa giảm QE, tức là cái chương trình thu mua tài sản lúc trước của họ, những cái tài sản đó bây giờ họ sẽ đem bán ra thu hút cái đồng đô trong nền kinh tế trở lại, làm cho cái đồng tiền, tức là đồng đô trong nền kinh tế, tức là thanh khoản á, nó sẽ bị giảm đi, và hai nữa lãi suất sẽ được nâng lên để làm cho cái chi phí tài chính trong nền kinh tế tăng lên đắt đỏ hơn, thì nhiều khả năng cái vĩ mô xấu như vậy có khả năng thị trường chứng khoán sẽ phải định giá lại. Và nhìn rộng ra một chút nữa chúng ta cũng nhận thấy rằng là gì ạ, dịch bệnh COVID ở phía Trung Quốc vẫn theo đuổi chính sách gọi là Zero COVID, 10 phút nữa chúng ta sẽ lại cắt đi và đăng nhập lại nha. Zero COVID và đẩy cái gọi là cái gián đoạn nguồn cung ứng vẫn không có tìm được cái lời giải, chưa là tìm được cái đáp án ra. Thêm vào đó là cái chiến sự Nga-Ukraine thực sự rất xấu, đẩy cho cái giá hàng hóa trên khắp thế giới rằng rất là cao. Chúng ta biết rằng lạm phát của Mỹ, của châu Âu, của rất nhiều nước phát triển hiện tại đang rơi vào một cái dòng xoáy lạm phát cao nhất 30 đến 40 năm, đúng không ạ? Vậy thì đứng trước những cái vĩ mô xấu như vậy thì cái câu chuyện mà inverted yield curve nó diễn ra trong một cái vĩ mô xấu như vậy, liệu rằng có phải là một sự trùng khớp hay là không, hay nó là một cái gì đó logic
về mặt kinh tế tài chính, đúng không ạ? Đấy, và cái câu chuyện nếu như tất cả những cái điều đó là hợp lý, là đúng, thì cái câu chuyện chỉ số S&P 500 có thể điều chỉnh đi xuống cũng là một chuyện hoàn toàn phù hợp với cái bối cảnh vĩ mô và cái cảnh báo đến từ chia cấp hiện tại mà thôi, đúng không ạ? Anh chị em hiểu cái ý tưởng chỗ này không? Đấy, thế thì cái câu hy vọng là tới cái phần này á, thì anh chị em có hiểu được cái gọi là cái chia cấp nó là cái gì, cái chia cấp nó là cái gì mà tại sao người ta nhắc nhiều đến trong cái thời gian gần đây vậy. Và cái thứ hai nữa là anh chị em cũng biết cái cách để mà sử dụng cái đường cong lợi tức, dịch ra nó gọi là cái đường cong lợi tức nha, hiện tại này như thế nào, và để biết được xem cái ý nghĩa của nó để cảnh báo, tìm ra những cái tín hiệu ý nghĩa cho chúng ta trước một cái chu kỳ lớn có thể sẽ xảy đến trong thị trường trong ngày mai mà thôi. Thì đấy, chúng ta vừa điểm qua một số những cái khái niệm rất là cơ bản của chia cấp cũng như cách sử dụng nó. Thì cái thứ hai nữa là chúng ta nhận định về cái rủi ro downside của cái thị trường chứng khoán Mỹ. Nói sơ bộ những cái tình hình vĩ mô vừa rồi thì chúng ta thấy rất là xấu. Bây giờ chúng ta điểm qua những một số những cái khía cạnh khác nữa, củng cố cho cái kịch bản khi mà chia cấp inverted như vậy, chỉ số này có thể sẽ rớt xuống sâu hơn nha. Cái đầu tiên cũng như trong cái bản tin cập nhật sáng nay mình có giới thiệu mọi người, đó chính là cái một cái biểu đồ liên quan đến cái sector, tức là cái các nhóm ngành của chứng khoán Mỹ. Cụ thể hơn đó, thì đúng hơn đó là chúng ta phải nói về cái gọi là cái xu hướng luân chuyển của dòng tiền trên các cái nhóm ngành chính. Chúng ta sử dụng cái end of day này đi, end of day, được chưa ạ? Ok nha. Đấy, thì đầu tiên nói sơ bộ là như thế này. Thị trường chứng khoán Mỹ thì chúng ta biết rằng cấu thành từ 11 cái nhóm ngành chính, đúng không ạ? Bao gồm có XLU là cổ phiếu, về tiện ích những cái nhóm ngành cổ phiếu, ví dụ như điện, nước, ga, những cái thứ mà những cái công ty mà nó có cái hàm lượng vốn được tài trợ nhiều bằng cái vốn nợ từ cái việc phát hành trái phiếu ấy, trái phiếu chính phủ ấy, những cái công ty mà thường có cái vốn đầu tư công ấy, cái vốn của nhà nước ấy. Đấy là XLU. Hai là XLV là các cái cổ phiếu về y tế, XLRE là cổ phiếu về bất động sản, XLP là những cái cổ phiếu thuộc cái nhóm ngành tiêu dùng hàng hóa thiết yếu, XLE là nhóm các cái cổ phiếu về năng lượng, XLF là các cái cổ phiếu về tài chính, XLI là các cái cổ phiếu về công nghiệp, XLB là các cái cổ phiếu về nguyên vật liệu, XLC là cổ phiếu thuộc ngành viễn thông, XLK là cổ phiếu về công nghệ, và XLI là các cái cổ phiếu thuộc cái tiêu dùng hàng hóa xa xỉ phẩm nha. Thì chứng khoán Mỹ họ tách biệt, họ chia rất là chuyên nghiệp thành 11 cái nhóm ngành như này. Trong số 11 nhóm ngành này á, thì có XLU, XLV, XLRE và XLP là được xếp vào các cái nhóm ngành phòng thủ, nhóm ngành phòng thủ. Còn lại những cái nhóm ngành khác ấy là nó chúng ta gặp gọi là nhóm ngành tấn công nha. Tức là nó thể hiện cái sự kỳ vọng vào cái sự tăng trưởng kinh tế. Nếu như kinh tế được kỳ vọng tăng trưởng lên cao á, thì những cái nhóm ngành này thường tăng trưởng lấn át và dẫn dắt cái xu hướng thị trường. Ngược lại, khi mà cái niềm tin của người đầu tư vào cái nền kinh tế là xấu, là tiêu cực, là bi quan á, thì những cái nhóm ngành phòng thủ như XLU, XLV, XLRE, XLP thì cụ thể và tiêu biểu nhất là ba cái nhóm ngành là XLU, XLV và XLP á, thì thường sẽ dẫn đầu cái xuống tăng trưởng. Và chúng ta nhìn thấy ngày hôm qua thị trường kết thúc trong một cái sự luân chuyển dòng tiền hết sức rõ ràng, đó là gì ạ? Người ta chuyển tiền từ những cái nhóm ngành mang tính tấn công này sang những cái nhóm ngành phòng thủ với XLU tăng trưởng rất là cao 1,99, hay là XLV cũng tăng trưởng 1,52. Kế đó là cổ phiếu về bất động sản, vì chúng ta biết rằng cái làn sóng hiện tại là lạm phát rất cao mà, cho nên đất cũng là một nơi mà người ta tìm về, đúng không? Thành ra là chúng ta thấy rằng là cái xuống luân chuyển dòng tiền hiện tại cực kỳ rõ ràng, cho thấy đây là một cái dấu hiệu downside cũng rõ ràng nữa trên thị trường chứng khoán. Nhưng đây chỉ là có một ngày thôi, chúng ta sử dụng trong một tuần thì sao? Một tuần xu hướng cũng không có cái gì thay đổi cả. Chúng ta nhận thấy rằng là gì nhỉ? Trong vòng một tuần qua, XLV, XLP, XLU, XLRE vẫn là ba cái, bốn cái nhóm ngành mà dẫn đầu của thị trường, đúng không? XLV tăng 2,84, XLP tăng 2,48, XLU tăng 2,35 và XLRE tăng 2,19, đúng không ạ? Đấy, thì mọi người có thể sử dụng cái biểu đồ gọi là sector perfect chart này để nhìn được cái biểu đồ trực quan hơn trên cái biểu đồ cột, họ vẽ rất là chuyên nghiệp nha. Chúng ta có thể zoom lại trong vòng khoảng một tuần qua này. Một tuần là có 5 ngày giao dịch, chúng ta nhận thấy cái gì ạ? Real estate, đúng không ạ? Bất động sản, tài chính giảm, XLU tăng, XLV, healthcare, chăm sóc y tế, chăm sóc sức khỏe, STEP là XLP, cái cổ phiếu về tiêu dùng hàng hóa thiết yếu, đều là những cái nhóm ngành dẫn dắt, đúng không ạ? Chỉ có 4 cái nhóm ngành phòng thủ để dẫn dắt. Hay là 2 tuần qua chúng ta mở rộng đến khoảng 10-12 ngày giao dịch, chúng ta cũng nhận thấy điều đó, điều tương tự, đúng không ạ? 10 ngày giao dịch tức là 5 phiên, mỗi tuần 5 phiên mà. Thì 7,99, 8,04 cho cái XLU và healthcare 3,56, step
cũng 4,59. Tóm lại là toàn bộ dòng tiền nó chạy mạnh, rất là mạnh vào các cái nhóm ngành cổ phiếu phòng thủ. Đây là một cái xu hướng vừa mới bắt đầu, chúng ta mới chỉ có 2 tuần đấy nha. Chúng ta nhận thấy cái xu hướng này nó mới bắt đầu khoảng 2 tuần qua, diễn ra 2 tuần qua. Và chỉ số S&P 500 ấy cũng chỉ đang ở trong một cái vùng gọi là vùng đỉnh thôi, nếu như chúng ta nhìn một cái time frame rộng hơn một chút là cái biểu đồ tuần. Chúng ta xin phép xóa vào những cái cũ đi nha. Mọi người nhìn thấy không ạ? Đỉnh của nó là khoảng 4.800 điểm, bỏ cái percent thì sẽ nhìn thấy điều này, khoảng 4.800 điểm đúng không ạ? Đấy. Và hiện tại thì nó cũng ở, tức là nó đang giống như là making, tức là tạo ra một cái đỉnh mới thấp hơn đỉnh cũ. Nếu điều này xác lập thì có thể sẽ là một cái downtrend structure đúng không ạ? Như vậy thì nó trùng khớp với lại cái xu hướng luân chuyển của cái dòng tiền. Đúng không? Khi thị trường downside ấy, người ta sẽ chạy vào những cái nhóm cổ phiếu mang tính phòng thủ là cái điều tất yếu, là cái điều tất yếu. Và cái xu hướng đó cũng phù hợp với cái hình ảnh của cái year curve chuyển mình từ normal sang flat. Phải chăng tất cả những cái điều đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay nó là một cái sự toan tính, một cái sự toan tính nào đó của những cái người thật sự có những cái hiểu biết trong thị trường tài chính, đúng không? Mình nghĩ là cái kịch bản thứ hai, cái phương án thứ hai là chính xác hơn, chứ không phải là một cái sự ngẫu nhiên đâu. Không phải một cái sự ngẫu nhiên mà dòng tiền lại luân chuyển một cách rất là tuần tự, chạy và chạy vào các cái nhóm ngành phòng thủ như thế này, mà lại rời khỏi những cái ngành mang cái tính sensitive economic như này, đúng không ạ? Một cái tín hiệu khác nữa mà trên cái tín hiệu xung quanh cái việc củng cố cho cái kịch bản thị trường có thể sẽ rơi vào cái thời kỳ downside, đó là một cái hiệu số mà được sử dụng bởi một cái tác giả rất là lớn, cũng của cái là cái tay trưởng của bộ phận phân tích kỹ thuật của cái chuyên trang Stock Chart này, đó là John Murphy á. Chắc là mọi người mà vào thị trường tiền tệ thì cũng đã đọc qua một cái cuốn sách gọi là phân tích kỹ thuật thị trường tài chính của John Murphy, đúng không ạ? Hay là những cái cuốn sách về phân tích liên thị trường của John Murphy, vốn rất là nổi tiếng, được ví như là một cái cây đại thụ trong cái làng phân tích kỹ thuật của thế giới. Và ông này cũng là cái người mà gọi là một trong những cái người thầy dạy rất là quan trọng, một những vị giám khảo rất quan trọng trong cái chương trình gọi là đào tạo cái CMT, cái chứng chỉ phân tích kỹ thuật của Hiệp hội phân tích kỹ thuật thế giới, đúng không ạ? Thì ông này có sử dụng một cái chỉ số, một cái tỷ số thì đúng hơn là chỉ số, rất là quan trọng và mình thấy cũng rất là đúng trước mỗi cái kỳ điều chỉnh của cái chỉ số S&P 500 này. Cái tỷ số đó chính là cái hiệu số XLI, là các cái cổ phiếu, tập hợp các cái cổ phiếu thuộc cái ngành tiêu dùng hàng hóa xa xỉ phẩm, những cái hàng hóa mà khi người ta có nhiều tiền người ta mới nghĩ tới, đúng không ạ? Chia cho một cái nhóm cổ phiếu mang cái tính đối lập là XLP, là những cái cổ phiếu thuộc cái nhóm ngành tiêu dùng hàng hóa thiết yếu, tức là có tiền hay không có tiền, suy thoái hay không suy thoái, người ta vẫn cứ phải sử dụng đến, thí dụ như là xà phòng, mắm muối, kem đánh răng chẳng hạn, những cái thứ thiết yếu của cuộc sống như vậy. Thì chia cho lấy hai cái ETF của hai cái lĩnh vực cổ phiếu rất là đối lập nhau như vậy, chia cho nhau thì ra được một cái tỷ số mới, ra một cái tỷ số mang cái tính gọi là leading indicator, tức là một cái chỉ báo dẫn dắt cho cái chỉ số S&P 500. Tức là nghĩa là sao? Nghĩa là khi cái chỉ báo này đi lên á, thì thông thường là S&P 500 cũng sẽ đi lên theo. Và ngược lại, khi cái tỷ số này mà nó đi xuống á, thì S&P 500 cũng sẽ đi xuống. Điều này thấy rất là rõ trong các cái kỳ khủng hoảng trước đây. Chúng ta nhận thấy rằng là ở đây thì cái mã là US 500 này nó không có nhiều dữ liệu, chúng ta sử dụng cái mã SPX để lấy được nhiều dữ liệu hơn nha. Đó, thì mọi người nhìn thấy có một cái điều tương ứng không ạ? Chúng ta bỏ cái phần scale đi, bỏ cái thang đo đi. Thì mọi người có nhìn thấy có một cái sự tương đồng trước đây không ạ? Tức là khi cái thị trường mà, cái thời kỳ mà bong bóng .com nổ ra năm 2000 á, ta bỏ cái này lên cho anh chị em nhìn thấy nha. Đây, cái khoảng năm 2000, cái tỷ số này cũng rớt xuống rất là mạnh và sau đó thị trường cũng rớt xuống theo, đúng không ạ? Cái thứ hai nữa là cái năm 2008, khi mà cái tỷ số này rớt xuống rất là mạnh, đúng không ạ? Thì sau đó chỉ số S&P 500 cũng rớt xuống theo. Thế thì tham chiếu hai cái lần này trong quá khứ cho cái lần hiện tại. Vừa nãy chúng ta đang nói đến cái hiệu số này, cái tỷ số XLI chia cho XLP hiện tại. Thì tham chiếu giữa hai cái kỳ sụp đổ thị trường gần đấy á, thì chúng ta tham chiếu đến cái kỳ hiện tại. Chúng ta nhận thấy cái tỷ số XLI trên XLP cũng đang trên một cái đà rớt xuống rất là mạnh mẽ. Đây, nếu như hai cái kỳ trước đây mà đúng và cái kỳ hiện tại nó sẽ đúng cho giống như hai kỳ trước đấy á, thì là một cái tín hiệu rất xấu cho cái chỉ số S&P 500 hiện tại. Cái khả năng bước vào downside, tức là cái thời kỳ giảm điểm rất là cao. Đúng không? Rất là cao. Đấy. Thì đây là thêm một cái tín hiệu nữa về cái
phương diện gọi là lên thị trường cho thấy cái kịch bản thị trường có thể sẽ rất là xấu ở trong cái tương lai nha. Tất nhiên mình không nói thị trường sẽ sập ngay sau đêm nay, nhưng rất có thể chúng ta đang bước vào một cái thời kỳ giảm giá, một cái thời kỳ giảm giá. Chúng ta nhìn trên cái biểu đồ tuần chúng ta thấy rất rõ nét về cái việc cái hiệu số này đang đi xuống, đúng không? Cái hiệu số này đang đi xuống cảnh báo cái khả năng thị trường có thể bước vào downside, đúng không? Đây có thể sẽ làm chúng ta bỏ cái tỷ số này đi nha, nhìn cho nó đỡ rối mắt. Đây có thể sẽ là vùng đỉnh cao nhất của S&P 500 trong cái thời kỳ từ quá khứ cho đến hiện tại. Và đây có thể sẽ là một cái vùng đỉnh mới thấp hơn cái đỉnh cũ để trước khi setup, tức là xác lập một cái quá trình cái cấu trúc downtrend structure. Đây có thể sẽ là một cái lower high, tức là một cái vùng đỉnh mới thấp hơn nha. Đấy, cái vùng đỉnh mới thấp hơn. Nếu như cái kỳ họp tháng 5 này Fed thật sự ra tay mạnh đến mức như là trong cái bản tin sáng nay chúng ta nói, có một cái trang tin về tài chính họ có cái dự đoán về cái việc Fed có thể sẽ nâng lãi suất lên đến 0,5%, thậm chí là 1 điểm phần trăm, tức là 1%, thì nhiều khả năng là S&P 500 sẽ rất là khó để giữ được cái vùng giá hiện tại này nha. Thì đó là những cái khía cạnh mà cảnh báo cho cái khả năng về cái thị trường chứng khoán Mỹ có thể sẽ giảm điểm trong cái thời gian tới. Thì nhân nói đang nói về thị trường chứng khoán Mỹ, chúng ta chưa có nói sang cái thị trường tiền tệ. Hiện tại thì hôm nay có một bạn hỏi mình về cái việc một số các cái mã chứng khoán mà bạn ấy đang bị gọi là nôm na là bị kẹt lệnh. Mình nhớ đó có bốn mã, đó là BAC của ngân hàng Bank of America, mã JPM là của ngân hàng JP Morgan, mã Pfizer, mã PFE của hãng dược Pfizer, và một mã nữa là của cái công ty gì đó cũng thuộc cái lĩnh vực dược á. Nhưng mà thôi, chúng ta giờ thì cái tính tương tự, tại vì chúng ta không đi chi tiết từng công ty mà đang nói đến cái tính xu hướng luân chuyển của từng cái nhóm ngành một nha. Thì mình nhận thấy là nếu như bạn đó đang sở hữu những cái nhóm ngành ngân hàng và nhóm ngành y tế, đúng không ạ? Thì như vậy, nhìn sơ bộ vào đây á, nhìn vào cái chart mà đúng lại chúng ta đề cập đến đây á, thì có lẽ hai cái cổ phiếu thuộc cái lĩnh vực ngân hàng tài chính là XLF tức là cái financial này á, có lẽ nên xem xét và cắt lỗ, đúng không ạ? Còn lại hai cái cổ phiếu là Pfizer đấy, thuộc cái lĩnh vực healthcare này á, thì có thể sẽ xem xét, có thể sẽ giữ được. Nhưng có một điểm mà mọi người cần lưu ý nha, đó là nếu như thật sự thị trường bước vào downside á, thì ngay cả những cái nhóm ngành phòng thủ đấy cũng chưa chắc đã tăng được đâu. Có chăng á, là nó vẫn giảm, nhưng mà cái mức độ giảm của nó ít hơn là giảm so với lại các cái nhóm ngành khác mà thôi, Thành ra mà nói, nếu như hiện tại mà bạn ấy đang có giữ cái mã cổ phiếu là PFE của Pfizer á, thì cũng có thể xem xét giữ được, tại vì chúng ta biết rằng đang khởi đầu cái xu hướng ban đầu ấy, thì người ta vẫn đang luân chuyển dòng tiền vào cổ phiếu PFE này. Và chúng ta nhận thấy là cái biểu đồ của PFE thì cũng rất là đẹp với cái cấu trúc tăng giá, các cái đỉnh đáy ngày càng thấp dần, cao dần. Và chúng ta biết rằng với Pfizer ấy, thì dịch bệnh COVID chắc chắn sẽ nuôi sống cái công ty này thêm cả chục năm nữa cũng không phải là vấn đề quá khó khăn, đúng không ạ? Thành ra với PFE cái câu chuyện nó quay trở lại vùng đỉnh cũ $62, $60 thì cũng không có gì là quá khó khăn, quá khó, đúng không? Thành ra với PFE thì có thể giữ được. Nhưng những cái mã cổ phiếu khác, thí dụ như là BAC là thuộc của cái lĩnh vực Bank of America, là cái ngân hàng của Mỹ này, thì mọi người nhìn thấy không ạ? Biểu đồ rất xấu, biểu đồ tuần nhá, chúng ta đang nói biểu đồ tuần nhá. Biểu đồ này á, thì dự đoán có thể nó sẽ còn rớt xuống từ cái vùng 39 xuống đến $35 một cổ phiếu, là một cái vùng kháng cự khá là cứng. Mới chỉ đang bước vào thời kỳ đầu của thị trường giảm giá thôi nhá. Thị trường có thể sẽ còn giảm rất là sâu nữa nếu như mà chúng ta tham chiếu cái chỉ số S&P 500 của hiện tại so với lại những cái lần trong quá khứ là 2000-2007, thì có thể là cái chỉ số cái đồng cái mã cổ phiếu của ngân hàng Bank of America này có thể sẽ còn rớt xuống rất là sâu, không chỉ dừng lại ở vùng 35 này đâu. Nếu là mình lúc này thì mình sẽ tìm cách cut loss, và chúng ta nhận thấy ngay chỗ này là một cái vùng support rất là cứng. Thì trước tiên á, là muốn cái cổ phiếu này có cái hy vọng thì cái vùng này phải hold, tức là phải giữ được á. Nhưng mà với một cái lộ trình
chúng ta chỉ vừa mới bước vào cái lộ trình thắt chặt của Fed như vậy, đứng trước rất nhiều các cái rủi ro về vĩ mô như lạm phát, như chiến tranh, như gián đoạn nguồn cung ứng, vân 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 như vậy, thì liệu rằng cái vùng 35 này có giữ chân được hay không cũng là một cái dấu hỏi rất là lớn. Và nhìn biểu đồ như vậy thì chúng ta không có mạo hiểm mà để tiền trong cái cổ phiếu Bank of American này nữa. Một cái mã cổ phiếu khác bạn cũng hỏi đó là JP Morgan, thì mọi người nhìn thấy một cái biểu đồ cũng tương tự như vậy mà thôi, đúng không? Chúng ta nhận thấy là cái cấu trúc giá đây rõ ràng là một downtrend structure rồi. Nếu nhìn trên daily ấy, thì rất là rõ, đúng không? Anh chị em có thể nhìn thấy không? Đây là đỉnh, đây là đáy, thì đỉnh mới thấp hơn, đáy mới thấp hơn, đỉnh mới thấp hơn, đáy mới thấp hơn, đỉnh mới thấp hơn. Đây là một cấu trúc downtrend structure cực kỳ rõ rồi, không cần phải bàn cãi gì nữa, đúng không ạ? Và chúng ta nhận thấy trên biểu đồ tuần ấy, cái vùng support này cũng đâu có giữ được đâu, đúng không? Support rất cứng nhưng không có giữ được. Thị trường sau khi retest xong lại tiếp tục phá vỡ, thì cái retest, cái support tiếp theo có thể sẽ lại rớt về cái vùng 1.15. Và nhiều khả năng 1.15 cũng chưa chắc đã giữ chân được cái cổ phiếu JP Morgan hiện tại đâu. Thành ra mà nói thì với cái câu hỏi của bạn ấy thì thoải nhá, thì có thể là hai cái mã cổ phiếu của ngân hàng là JP Morgan và Bank of American á, thì xem xét cắt lốt. Còn với hai cái mã cổ phiếu thuộc cái ngành dược là Pfizer và một cái mã gì đó bạn hỏi á, thì xem xét có thể vẫn có thể giữ lại được và có hy vọng nha. Thì đó là những cái nội dung liên quan đến cái thị trường chứng khoán. Còn với cái nội dung tiếp theo nữa mà rất là nhiều anh chị em quan tâm, đó chính là cái tác động của một cái yield curve inverted của một cái thị trường chứng khoán Mỹ khi đi vào downside như vậy lên thị trường tiền tệ, đó là gì. Thì mình có thể nói kết luận ngay rất là dễ, đó là những cái đồng tiền mang tính trú ẩn trên thị trường tiền tệ có thể sẽ lên ngôi, và những cái đồng tiền mang cái tính rủi ro cao, gọi là high risk currency, có thể sẽ bị rớt điểm. Thì hai cái đồng tiền mang tính trú ẩn tiêu biểu trong thị trường tiền tệ, đầu tiên chúng ta phải nhắc đến đồng yên nhật nha. Thì để cho trực quan chúng ta có thể compare, tức là add luôn cái đồng yên nhật vào chính cái biểu đồ tương quan này. Đấy, mọi người nhớ, đây là yên future, hình dung đây là đồng yên đứng độc lập nha, chứ không phải là cái cặp tiền USD JPY đâu. Đấy, thì sau khi add vào đây, mọi người có thể kiểm chứng nó, so sánh nó với hai lần trong quá khứ, thì sẽ thấy một cái điều rất là có ý nghĩa, rất là có ý nghĩa. Đầu tiên á, là chúng ta chuyển sang cái time frame lớn để dễ so sánh. Thì đầu tiên này, mọi người nhìn thấy đây nha, cái kỳ mà chúng ta quay trở về cái thời trong quá khứ này đi. Rồi, mọi người có nhìn thấy rằng là khi mà cái chứng khoán bị giảm á, thì cũng là cái lúc mà cái đồng yên nhật này nó tăng trưởng, đúng không ạ? Đây này, khi mà cái chỉ số chứng khoán này rớt xuống á, thì đồng yên nhật này cũng có cái sự tăng trưởng lên rất mạnh. Mà nếu như không muốn sử dụng cái đồng yên future này á, thì mọi người có thể tham chiếu đó là cái cặp tiền USD JPY đi. Chúng ta compare cái cặp tiền USD JPY vào. Thì chúng ta nhận thấy có cái sự giảm điểm tương ứng, đúng không ạ? Trong cái thời kỳ này. Đây này. Tức là nghĩa là đồng yên nó cũng mạnh lên. Nhưng mà chúng ta hiểu thời kỳ này đồng đô mạnh lên, vậy chúng ta thay vì sử dụng USD JPY, chúng ta sử dụng một cái cặp khác mà mang cái tính gọi là một cái đồng tiền thì mang tính gọi là high risk currency, và một cái đồng tiền khác mang cái tính gọi là safe haven, là đồng yên là safe haven rồi, thì chúng ta sử dụng cái cặp tiền AUD JPY xem nào. Đó, thì nhận thấy cái biểu đồ này ngay lập tức có ý nghĩa, đúng không ạ? Đó, tức là gì ạ? Tức là đồng yên suy yếu, đồng AUD suy yếu hơn rất nhiều so với đồng yên Nhật, thành ra nó cũng rớt xuống theo. Nó rớt xuống theo với cái sự rớt điểm của cái chỉ số chứng khoán Mỹ. Đúng không ạ? Và cũng tương tự như vậy, chúng ta nhận thấy cái thời kỳ khi mà cái thị trường này nó rớt mạnh xuống thì thậm chí AUD nó còn rớt trước, nó rớt trước. Và chỉ cho đến khi mà thị trường có cái sự phục hồi thì chúng ta nhận thấy AUD JPY mới có sự tăng trưởng đi lên theo, đúng không? Tất nhiên là cái thời kỳ của 2000 thì cái tương quan nó không có được rõ nét như là cái thời kỳ của năm 2008, đúng không ạ? Nhưng biểu đồ này cũng là một cái biểu đồ mang cái tính ý nghĩa. Thì mình dự đoán nếu mà
chứng khoán thực sự rớt xuống á, thì có thể cái xu hướng tăng trưởng của cái cặp tiền AUD/JPY này sẽ khó lòng mà giữ được, khó lòng mà giữ được. Chúng ta nhận thấy khi mà cái chứng khoán vẫn tiếp tục đi lên trên đỉnh đúng không ạ, thì AUD/JPY cũng có những cái sự tăng trưởng lên theo. Thế nhưng mà nhiều khả năng nếu thời gian tới mà cái S&P 500 này mà rớt xuống á, thì rất có thể cái xu hướng tăng trưởng của cặp tiền AUD/JPY này sẽ có một cái sự suy thoái, giảm trở lại nha, giảm trở lại. Và hai trong số những cái đồng tiền mà tăng trưởng thì mình cho rằng là chỉ có bao gồm đồng đô la Mỹ và đồng yên Nhật mà thôi, đồng yên Nhật mà thôi. Còn lại những cái đồng tiền khác, thí dụ như AUD, NZD hay là EURJPY, EUR tức là đồng của châu Âu á, thì cũng có cái khả năng, nhiều khả năng sẽ có cái sự điều chỉnh giảm xuống nha. Đấy. Thì cái nội dung buổi chia sẻ ngày hôm nay chỉ gói gọn trong ba cái nội dung ấy. Bây giờ anh chị em mà có những cái thắc mắc, những cái vấn đề nào cần thảo luận sâu hơn về cái vấn đề J-curve này thì có thể để lại trong cái phần chat này nha. Chúng ta cùng nhau thảo luận thêm một chút về cái vấn đề J-curve này trước khi mà kết thúc cái buổi Zoom ngày hôm nay. Mọi người nhắn tin nha, sử dụng cái phần chat đi, tại vì là cái mic thì mình không muốn đeo vào nó vướng tai, mình không muốn đeo. Mời các anh chị em nha. Bạn Phùng Định hỏi là J-curve xem ở đâu vậy anh? Bạn này có lẽ là vào hơi muộn, tại vì là J-curve thì chúng ta sẽ xem ở cái trang stock chart này nha. Trang stock chart, bạn click vào cái trang chủ stock chart này, chọn chart and tool. Chart and tool, click vào cái dynamic J-curve. Dynamic J-curve thì nó sẽ hiện ra cái đây chính là J-curve. Đấy. Và nhìn cái vị cái từ cái hiện trạng của J-curve là gì, nó cũng báo luôn ở đây, hiện tại là một cái J-curve dạng phẳng và nhiều khả năng sẽ chuyển sang một cái J-curve inverted trong cái thời gian tới, tại vì chúng ta biết rằng trước đó nó vừa là normal rồi mà, trước đó nó là normal J-curve, cách đây chỉ có khoảng chưa đầy một tháng chúng ta vẫn có normal J-curve đúng không ạ, nhưng cho đến hiện tại thì nó đã là cái J-curve dạng phẳng rồi. Bạn nhìn đúng không ạ, trước đây hồi mấy tháng đầu năm á, nó từ tháng 3 nó vẫn là normal, nhưng hiện tại ấy, nó chạy cho đến hiện tại thì nó đã là cái J-curve dạng phẳng rồi nha. Như vậy xem J-curve đâu thì cũng phải vào cái trang stock chart này và xem trực tiếp ở đó luôn nha. Thì cũng tương tự như là cái tác động vừa rồi đến cái thị trường tiền tệ, thì thông thường á là khi J-curve mà flatten hay là inverted á, thì có nghĩa là cái tâm lý của thị trường chuyển từ cái trạng thái hân hoan lạc quan, tham lam sang thận trọng và lo lắng. Thì như vậy, các cái đồng tiền trú ẩn lên ngôi thì đương nhiên những cái tài sản mang tính trú ẩn như là thị trường vàng cũng có cái khả năng sẽ lên cao, cũng có khả năng sẽ lên cao. Thì đó là cái điều tất yếu thôi. Nếu như J-curve chuyển sang inverted thì mình dự đoán vàng có thể sẽ tăng trưởng, sẽ tăng trưởng. Nhưng cái mà chúng ta cần lưu ý là như thế này. Vàng tăng nhưng mà đồng đô la Mỹ cũng không phải là một đồng tiền yếu trong tương lai. Tại vì sao? Tại vì á là cái lịch trình của Fed về cái việc nâng lãi suất rất là mạnh như vậy thì có thể sẽ đẩy cho cái đồng đô la Mỹ lên cao. Thành ra vàng, tức là cặp XAU USD á thì chưa chắc có lên cao. Thế nhưng mà cái cặp ví dụ như XAU EUR chẳng hạn thì có lẽ sẽ lên rất cao. Có lẽ sẽ lên rất cao. Chúng ta có thể sử dụng cái tham chiếu của biểu đồ của S&P 500 vào trong cái thị trường vàng ở đây luôn. Đó chính là trên cái cặp tiền EUR. EUR nha. Tại vì cái cặp này á, thì thật ra là trên rất nhiều sàn giao dịch họ đã cho mình giao dịch rồi. Đúng không ạ? Chúng ta có nhiều lựa chọn, không chỉ là giao dịch cặp vàng với đô đâu, mà chúng ta có lựa chọn giao dịch giữa vàng với những cái đồng tiền khác. Giữa những vàng với đồng tiền khác. Xóa vào cái này đi đã nhé. Đó. Thì khoan, chúng ta không nói về cái biểu đồ của vàng hiện tại là như thế nào. Chúng ta nhìn lại cái
kỳ đấy, chúng ta dữ liệu của cặp này ấy, thì chúng ta chỉ có này thôi. Thì chúng ta biết rằng là cái thời kỳ năm 2008 khi mà thị trường tài chính sụp đổ ấy, thì chúng ta cũng nhận thấy giá vàng đi lên rất là cao đúng không? À, rất là cao. Thì cũng chúng ta nhận thấy là kể từ cái đỉnh sóng của cái năm, bây giờ bỏ cái này đi vào cái thị trường vàng luôn nha. Mà cụ thể lấy EUR luôn đi. Bỏ cả cái này đi. Bỏ percent nữa. Đây nha. Chúng ta nhận thấy nha, đỉnh của thị trường vào đạt được vào cái tháng 9 năm 2012 là khoảng 1.376 euro đổi một ao vàng đúng không ạ? Thì cho đến thời điểm hiện tại nha, cho đến thời điểm hiện tại là từ 1.376 chúng ta có thể sử dụng luôn cả cái này nữa đi. Cho đến cái đỉnh cao nhất của nó ấy, tức là vàng cũng chỉ tăng được có 37% so với cái đồng euro mà thôi. Thế nhưng chúng ta biết rằng ấy, là một cái tài sản tương ứng khác, một tài sản tương ứng khác là cái chỉ số S&P 500. Chỉ số S&P 500 này này. Tính từ cái vùng đỉnh năm 2012, từ khoảng tháng 9 năm 2012 này nha, cho đến cái thời điểm hiện tại ấy, vùng đỉnh của nó tăng ấy, tức là khoảng 2,4 lần. Đấy. Thì so tức là 241% so với lại chỉ có 37% của vàng, thì chúng ta thấy rằng vàng trong cả thấy 10 năm qua thật sự tăng không có nhiều, thật sự tăng không có nhiều đúng không? Vậy thì phải chăng là vàng đã bị thất thế, thất sủng, không còn là một cái loại tài sản dự trữ nữa, hay vàng nó đang bị nén, đang bị định giá quá thấp, đúng không? Đứng trước một cái thời kỳ lạm phát tăng cao như vậy thì phải chăng là cái mức giá chỉ có 1.700-1.800 euro đổi một ao có phải là cái định giá hợp lý cho thị trường vàng hay không? Mình nghĩ là sẽ là không, sẽ là không, không hợp lý. Và nhiều khả năng vàng sẽ đứng trước một cái chu kỳ tăng trưởng. Chúng ta nhận thấy là cái thời kỳ 2007-2008 nổ giá thì thị trường vàng đi lên rất là mạnh. Đúng không? Thì lên rất là mạnh. Thì phải chăng cái kỳ khủng hoảng lần này cũng sẽ lại đẩy cái cặp này đi lên rất là cao. Nhưng mà tất nhiên vàng sẽ đi lên rất cao, vàng thậm chí sẽ mạnh hơn cả đô. Thế nhưng mà chúng ta biết rằng nếu như so sánh đô và euro của thời gian tới á, thì chúng ta biết rằng là đồng đô la Mỹ chắc chắn, hầu như chắc chắn cái sức mạnh của đồng euro sẽ outperform, tức là sẽ vượt trội cái sức mạnh của đồng euro. Thành ra nếu phải lựa chọn mua vào vàng á, thì tội gì chúng ta không mua vào cái cặp đối với euro thay vì là mua đô la. Và tất nhiên là mình kỳ vọng nó sẽ còn tiếp tục tăng trưởng. Chúng ta nhìn vào cặp tiền chính là XAU USD này đi, thì cũng nhận thấy rằng cái biểu đồ của nó, đúng không? Chúng ta nhận thấy rằng là không có tăng nhiều so với lại đỉnh của 2012. Gần như là xem nhau á, 1.800, đúng không? Đỉnh cao cao nhất của nó đi 1.900, hiện tại cũng như vậy, gần như là không có tăng nhiều. Vậy phải chăng 10 năm qua vàng không có tăng như vậy và bị nén lại như vậy, đó là một điều hợp lý? Trong khi là tất cả các quốc gia trên thế giới đều in tiền, dồn dập rất nhiều các gói QE, rất nhiều các cái chương trình nới lỏng định lượng được tung ra. Mà tại sao vàng, giá vàng cách đây cả chục năm cho đến hiện tại vẫn không có chênh nhau nhiều? Phải chăng là cái tốc độ khai thác vàng trong của các cái nước trên thế giới lại cũng nhanh tương ứng với lại cái tốc độ in tiền của các ngân hàng trung ương? Điều đó hoàn toàn là không thể, đúng không? Cho nên nếu như mà nhìn từ cái góc độ mà định giá thì mình thấy rằng vàng có vẻ như là đã bị lén lại trong cái thời kỳ rất là lâu, và có thể thì cái kỳ sụp đổ này sẽ là một cái, nếu yield curve inverted đẩy thị trường chứng khoán sụp đổ, rất có thể sẽ kích hoạt cái làn sóng tăng trưởng của thị trường vàng trong cái thời gian tới này nha. Tất nhiên những cái này mà chúng ta nói ngày hôm nay á, nó vẫn hoàn toàn chỉ là mang cái tính gọi là dự đoán, một cái kế hoạch, mà tất nhiên là kế hoạch thì có những cái cơ sở cũng tương đối là chắc chắn rồi. Thế nhưng mà cũng trong thị trường thì không có điều gì chắc chắn cả. Nhưng nếu những cái kịch bản mà chúng ta nhận định với những cái dữ liệu hiện tại này á, nếu trở thành hiện thực thì nhiều khả năng thị trường vàng vẫn có cái khả năng tăng trưởng đi lên nha. Tiếp tục bạn Phùng Định Trầm chút nha, tiếp tục những cái bàn luận của bạn Tuấn ở đây. Tất nhiên rồi. Tức là phân tích vĩ mô là đúng rồi. Nó không giúp được thì cũng không phải đâu.
Tại vì sao? Tại vì là như thế này á, khi chúng ta định hình được cái phân tích vĩ mô là đúng rồi thì nó giúp mình có được một cái edge, tức là cái lợi thế, tức là nó có giúp chúng ta có được một cái lợi thế trong cái thị trường. Đấy, nó giúp chúng ta có được cái A này, là cái lợi thế trong thị trường. Tại sao? Nghĩa là như nào? Mình xin nói là như thế này nhá. Như thế này, lợi thế nghĩa là như nào? Thí dụ như là cái cặp tiền Euro USD này đi. Nếu như mà bạn Tuấn theo dõi nhiều những cái bản tin cập nhật của mình ấy, thì trong suốt có khi là kể cả mấy tháng qua mình đều ra giả nói về cái tình huống đó là Euro cứ canh thấp, canh cao bán xuống, canh cao bán xuống. Tại vì sao? Tại vì là chúng ta biết rằng là khi chúng ta thực hiện một cái phân tích vĩ mô trên cái cặp tiền Euro USD này, đó là cái sự phân kỳ chính sách giữa Cục Dự trữ Liên bang là bước chân vào cái lộ trình thắt chặt mạnh hơn rất nhiều so với một ECB là Ngân hàng Trung ương Châu Âu vẫn còn đang mắc kẹt trong các cái chương trình lới lỏng định lượng thu mua tài sản của mình. Thì cái sự phân kỳ giữa hai cái ngân hàng trung ương như vậy nó làm định hình thành cái hướng đi chính của cái cặp tiền Euro USD là theo cái hướng đi xuống. Tại vì Fed là diều hâu còn ECB là bồ câu, đúng không ạ? Thì là theo trường đi xuống, và khi chúng ta định hình được cái lợi thế là như vậy, chúng ta biết rằng cặp tiền này hướng chính là đi xuống, thì mỗi khi thị trường mà có những cái sự bùng nổ đi lên cao như này á thì chúng ta đều có cái cơ hội canh cao bán xuống, canh cao bán xuống, và vô tình nó hình thành một cái lợi thế trong cái thị trường. Điều này là cái điều mà các cái phân tích gọi là trong ngắn hạn, những cái time frame ngắn không thực hiện được, đúng không? Và cái lợi thế của phân tích vĩ mô chính là như vậy. Khi chúng ta định hình xuống lớn thì chúng ta biết rằng là cái giao dịch bán xuống là thuận xuống chính, cái giao dịch mua lên á chỉ là những cái giao dịch lướt sóng ngắn hạn cần vào ra đánh nhanh rút gọn mà thôi. Hay nói một cái thị trường khác, thí dụ như là cái chỉ số S&P 500 này, đúng không ạ? Chúng ta biết rằng là ngày hôm nay ở đây chúng ta đang bàn với nhau về kịch bản thị trường có thể sẽ rớt xuống, có thể rớt xuống, nhưng rớt xuống đến bao nhiêu đi chăng nữa thì đến một cái kết cuối cùng, tôi vẫn biết có một cái kết cuối cùng đối với chỉ số S&P 500, đó là gì ạ? Rồi nó sẽ tăng trở lại. Thì cái lợi thế khi giao dịch trong cái chỉ số S&P 500 này đó là gì nhỉ? Là canh thấp mà mua lên thì sẽ luôn luôn thắng. Tại vì sao? Tại vì nhìn vào lịch sử của thị trường từ những cái năm 1800 cho tới hiện tại thì trải qua không biết bao nhiêu cuộc khủng hoảng lớn nhỏ từ 1872 đến giờ. Ngay cả những cái thời kỳ đại khủng hoảng 1929-1933 nha, chúng ta bỏ biểu đồ nến đi xem cái biểu đồ line. Mọi người nhìn không ạ? Thị trường sụp rất là nhiều, sụp rất là nhiều. Cái này nó cứ báo sụp cho đến hơn 80% giá trị, nhưng đến cuối cùng thì sao? Đại khủng hoảng cũng không có làm thị trường đổ vỡ được. Một cái thị trường còn rất là mới thời kỳ đó cũng không có đổ vỡ được. Tại vì sao? Thì sau đó thị trường S&P 500 lại tăng quay trở lại qua rất nhiều kỳ khủng hoảng khác nữa, đúng không ạ? 2000-2008 sập rất là nhiều, sập đến 5-60%, nhưng cuối cùng sao? Thị trường vẫn tăng trở lại. Giảm 54% 2008 thị trường vẫn tăng trở lại. Giảm 46% năm 2000 thị trường cuối cùng tăng trở lại. Tại vì sao? Tại vì cái lợi thế trong cái thị trường này đó là gì ạ? Là S&P 500 là đại diện cho thị trường chứng khoán Mỹ, và chứng khoán Mỹ là đại diện cho toàn bộ nền kinh tế Mỹ. Đương nhiên nó được xem là tài sản, và đã là tài sản thì cuối cùng nó sẽ vẫn tăng trở lại. Cho nên cái kỳ sụp đổ ngày hôm nay nếu có thì cuối cùng cũng vẫn sẽ tăng trở lại mà thôi. Và khi biết được cái lợi thế đó là thị trường sẽ tăng trở lại, biết được cái lợi thế vĩ mô như vậy, thì khi thị trường sập xuống như vậy, chúng ta có một cái kế hoạch chuẩn bị tiền mặt á, để mà nhảy vào mà bắt đáy thu mua hàng giá rẻ. Thì khi thực hiện những cái phân tích vĩ mô như vậy, chúng ta bỏ qua một cái thị trường rất hiển nhiên là S&P 500, quay trở lại các cái cặp tiền như Euro USD như thế này, thì khi mà định hình được cái các cái phân tích vĩ mô như vậy á, thì giúp cho chúng ta biết được có một cái lợi thế, đó là gì ạ? Chúng ta biết được cái xu hướng chính của thị trường nó đang đi đó là gì như hiện tại, là theo cái khả năng là thị trường vẫn đi theo cái hướng là giảm mà thôi. Và khi biết như vậy á thì chúng ta cứ canh cao mà bán xuống, cứ có tín hiệu mà báo hiệu khi phục hồi để lại những tín hiệu pin 3 dầu nến là chúng ta bán xuống. Tại sao trong cùng một cái biểu đồ như này có rất nhiều cái pin 3 nhưng chúng ta hạn chế mua lên? Tại vì chúng ta biết rằng mua lên ấy là không có phù hợp với lợi thế của thị trường hiện tại. Bạn Tuấn hình dung cái ý tưởng chỗ này không nhỉ? Đó. Thì đó là cái phân tích vĩ mô là như vậy. Chứ nếu như mà nó không có giúp ích một cái gì cả cho các cái nhà đầu tư nhỏ bé thì có lẽ là cái phân tích vĩ mô nó sẽ không có nhiều ý nghĩa. Tất nhiên nó như vậy cũng có ý đúng, đó là cái phân tích các cái nhà day trader hoặc là những cái intraday á, những cái giao dịch trong ngày á, thì chúng ta có một cái kỹ thuật khác, đó chính là cái gọi là cái timing.
cái tham minh vào lệnh trong ngày á, thì chúng ta sử dụng đến nhiều các cái tư duy, ví dụ như là trap liquidity, bẫy thanh khoản, các cái bẫy giá của các cái nhà tạo lập thị trường. Cái nội dung đó cũng có lần mình zoom cách thì khá là lâu rồi, thế nhưng mà rất là tiếc cái kênh của BT Group có một lần nó bị report và sập và mất đi cái clip đó, còn nếu không bạn có thể tìm lại. Có thể sẽ lâu quá, mình sẽ bố trí lại một cái buổi khác về cái việc cái kỹ thuật gọi là trading timing trong ngày như này nha một Tuấn nha. Jacob có ảnh hưởng đến Bitcoin hay Ethereum hay là không? Tất nhiên là có. Jacob nó là một cái công cụ mà nó mang cái tính gọi là để cho chúng ta xác định hình cái tâm lý của thị trường. Tâm lý thị trường thì đương nhiên nó sẽ tác động đến toàn thị trường tài chính nói chung, chứ không riêng gì một cái thị trường nào cả. Và Bitcoin hay ETH hay nói chung là cryptocurrency hay tiền điện tử hiện tại á, thì nó là một bộ phận cấu thành trong cái thị trường tài chính nói chung. Thị trường tài chính nói chung thì ngày xưa là có 4 bộ phận chính. 1 đó là trái phiếu, 2 là tiền tệ, 3 là hàng hóa, 4 là cổ phiếu. Đúng không ạ? Thì ngày nay chúng ta có thể thêm một cái thị trường mới, đó là cryptocurrency. Mặc dù so sánh quy mô so với các thị trường khác thì vẫn còn rất là nhỏ, nó chỉ xem khoảng 2.100 tỷ hiện tại, so với các thị trường khác là rất nhỏ, đúng không ạ? Nhưng tuy nhiên nó cũng được xem là một cái bộ phận cấu thành thị trường tài chính và đang có cái tiềm năng, rất là tiềm năng, sẽ còn tăng trưởng rất là lớn trong cái tương lai nữa, đúng không ạ? Thế thì khi Jacob mà giảm như vậy thì tùy thuộc vào cái Bitcoin này, bạn hỏi cụ thể đây là Bitcoin Ethereum á, là thị trường nhìn nhận nó là một tài sản trú ẩn hay nó một loại tài sản mang tính rủi ro cao, thì nó sẽ có hai cái vận động hoàn toàn khác nhau. Tất nhiên là dữ liệu của Bitcoin cho đến hiện tại thì còn quá mới, chúng ta chưa có dữ liệu để kiểm chứng cho thị trường sẽ nhìn nhận Bitcoin là một loại tài sản trú ẩn hay là một loại tài sản mang tính rủi ro cao. Chúng ta chưa có một cuộc khủng hoảng nào xảy ra để kiểm chứng nó cả. Tuy nhiên, dựa trên những cái phán đoán của cá nhân nha, thì mình cho rằng người ta sẽ xem Bitcoin giống như một loại tài sản trú ẩn. Hiện tại thì có thể nó sẽ xem, người ta vẫn xem Bitcoin như một loại tài sản mang tính đầu cơ rủi ro cao. Nhưng nếu nhìn về dài hạn á, thì mình cho rằng người ta sẽ dần chuyển sang nhìn nhận Bitcoin như là một loại tài sản mang tính trú ẩn. Tại vì sao? Cũng dựa vào cái sự tương quan của thị trường gần đây mà thôi. Đó, S&P 500 lại tiếp tục có những cái sự điều chỉnh giảm đây này. Mọi người có thể compare cái đồng BTC vào. Trên sàn Bitmap này nha, Bitmap nó có dữ liệu khá là lâu á. Chúng ta sử dụng cái biểu đồ weekly này đi. Trong những cái lần gần đây á, thì chúng ta nhận thấy rằng là khi mà thị trường chứng khoán giảm, tức là chỉ số S&P 500 giảm, thì đồng Bitcoin cũng giảm theo. Thì nếu mà như vậy, thì đồng Bitcoin đang bị xem xét giống như một loại tài sản mang tính rủi ro cao. Mang tính rủi ro cao, chúng ta... cái đâu nhỉ? Cái tua ở đây rồi. Mang tính rủi ro cao. Tại vì sao? Tại vì là khi mà chứng khoán bị bán tháo trong cái thời kỳ mà khủng hoảng Covid này, khi mà Covid bắt đầu từ tháng 3 năm 2020 lan rộng sang phía Mỹ á, chứng khoán có mấy tuần giảm điểm rất là mạnh, thì Bitcoin cũng bị bán tháo theo. Đấy. Hay là cái thời kỳ mà Fed có mấy lần nâng lãi suất, cái thời kỳ năm 2009 á, thì cái thị trường này cũng giảm. Cái thị trường Bitcoin cũng giảm theo. Thì cái thời kỳ trong quá khứ này này, nó được xem giống như một loại tài sản mang tính rủi ro cao. Có nghĩa rằng là gì nhỉ? Có nghĩa rằng nếu như tương lai ấy, mà S&P 500 giảm á, thì Bitcoin cũng có khả năng sẽ bị giảm theo. Nhưng nha, tôi cho rằng là cái đà giảm của Bitcoin có thể sẽ không có giảm được quá mạnh giống như là cái thị trường chứng khoán. Tại vì sao? Tại vì cái vị thế của Bitcoin hiện tại nó khác là như thế nào? Chúng ta cùng nhìn vào cái biểu đồ chính của Bitcoin luôn. Bỏ qua cái chỉ số S&P 500, chúng ta nhìn trực diện vào cái này luôn đi. Thì đây, đầu tiên chúng ta phải thống nhất với nhau, Bitcoin hiện tại có được xem giống như một loại tài sản hay không đã? Thì quan điểm cá nhân của mình cho rằng là có. Tại vì sao? Tại vì là Bitcoin hiện tại thì nó được cái cộng đồng chấp nhận rất là nhiều rồi, và nó là đồng tiền số trung tâm của cái công nghệ blockchain, đúng không ạ? Của blockchain. Và rất là nhiều các cái dự án
gọi là số hóa đều có cái ứng dụng nó rồi, và nhìn lại lịch sử thì cứ mỗi khi thị trường giảm sau đó Bitcoin đều có cái sự phục hồi trở lại. Điều đó cho thấy cái tính gọi là cái tính bền vững của nó, tính bền vững tức là nó sụp đổ mà nó không mất luôn. Thí dụ như thị trường như là cái hoa tulip sập là sập luôn, hay là thị trường lan ở Việt Nam chẳng hạn, đúng không? Hiện tại bây giờ sập gần như nó sập luôn, chúng ta không có khôi phục lại được nữa, thì những cái đó không được xem là tài sản. Nhưng một loại tài sản sập mạnh thế nhưng sau đó lại cũng phục hồi trở lại thì nên được xem nó là tài sản. Thì dựa trên cái tiêu chí đó, nếu như tham chiếu lại cái đồng tiền số Bitcoin này á, thì chúng ta biết rằng là Bitcoin nên được xem là một loại tài sản. Thí dụ như là trước đây cái năm 2012-2013 nó sập đến 80%, sau đó nó cũng tăng trở lại. Hay là 2018 cũng sập đến 83%, sau đó cũng vẫn tăng được trở lại. Rồi thì cái thời kỳ gần đây sập đến 47%, sau đó cũng tăng trở lại. Hay là thời kỳ hiện tại nó, nếu như mà chúng ta bỏ cái này đi, đo lại xem. Rồi chúng ta đo lại xem nha. Thì tính từ cái đỉnh mà sập xuống đến cái mức giá thấp nhất này sập đến 37% và đang phục hồi. Thì nếu như giả sử như sập 37% chưa lại là đáy, chưa phải là đáy nha, thì tham chiếu cho cái thị trường này trong những cái lần gần đấy, chúng ta nhận thấy là cái mức độ giảm trước đó 80, 50, 53, 47, thì chúng ta cứ giả sử như thị trường này giả sử sập đến 50% đi, thì tức là nó sẽ giảm về cái mức khoảng 30.000, cái vùng giá sẽ khoảng đâu đó khoảng 30.000. Mọi người hình dung ở đâu nhỉ? Không phải 36.000, 36.000 đúng không? Như vậy là từ cái vùng giá hiện tại khoảng 43.000 mà xuống 36.000 thì cũng không còn sập quá nhiều nữa. Xong rồi không quá nhiều nữa. Trong thị trường tiền số như vậy là không có quá nhiều nha. Tại vì là cái biến độ biến động nó là lớn. Còn trong mà chúng ta nhìn vào cái S&P 500 hiện tại mà xem. Nếu như tham chiếu những cái lần sụp đổ gần đây của thị trường, cái lần này là 46%, lần này là 53%, thì chúng ta cứ lấy giả sử bằng cái lần thấp nhất đi là khoảng 40% đi. Thì S&P 500 giảm từ đỉnh xuống kia giảm đến 40% đi, giảm xuống bên đây kéo xuống 40% đi xem nào. 40% á, thì đây là 41 rồi. 40% á, thì nó phải giảm đến 2.800 thôi. Tức là từ đỉnh 4.800 phải giảm về đến 2.800. Thì như vậy chúng ta so sánh rằng là cho thấy rằng nếu như mà có giảm thì Bitcoin mình kỳ vọng nó cũng sẽ không có giảm nhiều nữa. Tại vì thực tế là nó đã giảm rồi. Nó giảm rồi, nó đã từ đỉnh 69.000 nó sống giờ mà chỉ còn có 43.000, tức là nó đã giảm rất nhiều rồi. Nếu như mà so sánh cái chỉ số S&P 500 ấy, tính từ đỉnh 4.800 cho đến vùng giá hiện tại thấp nhất ấy, thì nó mới chỉ có giảm đâu đó khoảng 8% thôi, khoảng 9%, đúng không? Như vậy gần 9% so với lại cái mức giảm của Bitcoin hiện tại, thì S&P 500 nhìn ra cái room á, tức là cái khoảng cách để cho cái chỉ số S&P 500 có thể còn giảm sẽ còn rộng hơn rất là nhiều so với lại cái đồng tiền số Bitcoin, đúng không? Và tất nhiên tương tự như vậy, nếu chúng ta Bitcoin một loại tài sản thì tất nhiên sau khi nó sụp đổ nó sẽ phục hồi trở lại mà thôi. Vấn đề là chúng ta khi thấy nó sụp đổ như vậy có dám tham lam khi người khác sợ hãi hay không, đúng không? Thì đó là cái quyết định của riêng mỗi người. Nhưng cá nhân của mình, nếu như Bitcoin thật sự có cái sự điều chỉnh về cái vùng 36 hay 30.000 thì nhiều khả năng mình sẽ gom thêm. Còn nếu S&P 500 thật sự rớt được về đến 2.800 thì có bao nhiêu tiền mình cũng sẽ ôi đó, chứ không có sợ. Tại vì chúng ta biết rằng dù có xấu đến đâu chăng nữa, cuối cùng thị trường nó sẽ phục hồi trở lại mà thôi. Tại vì nó là một cái đại diện tượng trưng cho toàn bộ nền kinh tế Mỹ, nó không thể đổ vỡ hoàn toàn được. Ngay cả trong tình huống xấu nhất, Mỹ có bị Trung Quốc xoắn ngôi trở thành mất đi cái vị thế đầu về cường quốc kinh tế, thì thị trường chứng khoán Mỹ cũng không thể sụp đổ được, mà nó sẽ phục hồi trở lại mà thôi. Vấn đề ấy là mình thật sự là có dám mua được cái vùng giá thấp này không, hay là nhìn thấy khi thấy thị trường đổ vỡ sụp về cái vùng giá thấp mình lại sợ co rúm lại không có dám hành động nữa, đúng không? Đó là vấn đề cái quyết định của mỗi người. Thì buổi Zoom ngày hôm nay mình cũng đã chia sẻ, cũng nói khá là nhiều rồi, để cho phạm vi của cái clip này ngày mai post lên YouTube nó không có quá dài á, thì chúng ta sẽ dừng cái phần thảo luận ở đây. Rất là cảm ơn các anh chị em đã tham gia vào cái buổi chia sẻ ngày hôm nay nha. Sẽ cố gắng để chúng ta tìm ra một cái phần mềm thay thế cho cái phần mềm Zoom này, chứ nếu không cứ 40 phút lại bị gián đoạn thì nó cũng không có duy trì cái tính liền mạch, một số bạn sẽ bị ào ra vào nó không có hay. Cảm ơn các anh chị em nha.